có lẽ anh sẽ phải quên đi, phải quên thói quen đó nữa em đi kia và hôn về. Và có lẽ anh phải tỉnh giấc thôi, để ngăn nỗi đau từ phía sau thấm trong tim. Và có lẽ anh phải kết thúc chuyện tình này, để bớt đi suy đau đỡ mày em ra đi. Kết thúc chuyện tình này, để bớt đi suy nghĩ.